Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube Tôi là Nhật TV, hàng Nhật chính hãng. Hôm nay em tới cửa hàng ở Yokohama, em lấy cái xe Fuki này anh chị nhé. Thì là cái xe này bây giờ đặt hàng sẽ lâu hơn một chút. Ngày xưa thì tầm khoảng 2 tuần là chúng ta có thôi, nhưng mà bây giờ thì tầm khoảng 2-3 tháng mới có anh chị ạ. Bởi vì là nhiều khi nhân viên ở cửa hàng họ nói là tầm 2-3 tháng, nhưng mà mình thấy sao lại lâu thế, nhưng mà đến trực tiếp thì đúng là thấy nó phải lâu như thế thật anh chị ạ. Với cả tiện em đến em cũng quay cho anh chị những cái xe ở đây luôn để cho anh chị xem trực tiếp. Bởi vì là khi mà hàng họ gửi về cho em ấy thì gần như là em không mở ra để em xem nữa. Nguyên ở trong hộp em cứ thế em gửi về cho anh chị thôi. Đây ạ, những cái xe này là xe gọi là xe blue anh chị nhá, tức là màu xanh. Những cái option đi kèm ví dụ như cái gác ba ga này là chúng ta phải mua thêm anh chị nhá. Ống xả này các thứ này, cái xe này là made in Japan anh chị ạ. Ở Việt Nam anh chị rất thích cái xe này luôn. Anh chị đặt hàng em rất nhiều cái xe này, nhưng mà cái thời gian nó khá là lâu, cho nên là anh chị cũng phải cố gắng chờ. Nhìn cái xe này đi ở ngoài đường thì rất là ấn tượng. Em giới thiệu qua một chút ở trong cái video này có sẽ có những cái sản phẩm gì anh chị nhé. Đầu tiên là một cái loạt xe Fuki xăng pha nhớt này, cùng với cả những cái tiếp theo là cái xe đạp nội địa của Nhật. Nó cực kỳ hiếm, có thể nói là hàng trưng bày được anh chị nhé. Cùng với cả một cái đồng hồ cây của Italia rất là cổ, phong cách cực kỳ là ở châu Âu luôn, cổ kính của châu Âu và cực kỳ hiếm gặp anh chị ạ. Rồi những cái đồng hồ đeo tay của Thụy Sĩ, của Nhật vô cùng ấn tượng. Thì anh chị theo dõi hơn 20 phút video giúp cho em để chúng ta lựa chọn cái sản phẩm phù hợp với mình. Đây, cái dòng xe này thì các anh chị ở Việt Nam đang rất là thích, bởi vì là lý do là nó nhìn nó lạ và cái giá cả thì cũng không quá là đắt đâu anh chị ạ. Đây, cái xe này là xe 20 inch anh chị nhá, Fuki. Xe này theo em được biết thì ở Việt Nam chúng ta sẽ không cần phải đăng ký, bởi vì là cái dung tích xi lanh của nó khá là nhỏ thôi, nó không lớn. Ở Việt Nam thì dung tích xi lanh 50cc thì chúng ta bắt đầu phải đăng ký rồi. Nhưng mà xe này ở bên Nhật đi là phải có bằng lái mới đi được anh chị ạ. Ở Việt Nam thì hình như là không cần. Ở Nhật thì cái quy định họ khá là khắt khe. Xe đạp điện chỉ có xe trợ lực thôi, chứ không có xe đạp điện thông thường giống như ở Việt Nam là học sinh chúng ta vẫn đi bình thường. Ở đây chỉ có trợ lực thôi anh chị nhé. Tức là chúng ta vẫn phải đạp và nó hỗ trợ chúng ta một chút để cho chúng ta đỡ nặng thôi. Đấy, những cái option này là chúng ta phải mua kèm này. Nhiều lắm anh chị ạ. Ở cái cửa hàng này ấy, thì là cái loạt em quay này là cái hàng họ trưng bày ra, còn đâu ở cái kho xưởng ở dưới nó nhỏ nhỏ thôi. Đấy, rất là ít người làm, cho nên là chúng ta đặt hàng nó phải lâu. Lâu anh chị ạ. Đây, catalog của họ đây, đủ các loại màu luôn và đủ các loại hình dáng kích thước, 20 inch này, 26 inch này, vân vân. Đây, họ bê lên xe cho em. Hôm nay em mua 3 cái anh chị nhá. Những cái này em đều đặt trước rồi. Hôm nay em đến em lấy để quay cho anh chị thôi, chứ đến trực tiếp là không có lấy được. Ok, đây là một cái Panasonic. Thì cái xe đạp này như em nói ở đầu video với anh chị, nó là một cái xe đạp cổ của Nhật. Và cái nhôm rồi cái mạ chrome này kia là nó còn cực kỳ sáng bóng, như là một cái xe sưu tầm luôn anh chị nhá. Thì như cái xe này em bán ở Việt Nam cho anh chị là 15 triệu. 15 triệu à, cái này anh chị tự trả ship nội địa trong nước giúp cho em. Nó rất rất đẹp luôn anh chị ạ. Từ cái tay phanh này cho tới những cái thiết bị phụ kiện khác đều còn cực kỳ sáng bóng. Kích thước của cái xe này như em đo là khoảng 50 anh chị nhá, 50-51 gì đó, chiều cao của cái City đấy anh chị. Đây ạ, anh chị nhìn cái vành, vành mạ còn cực kỳ sáng luôn, cùng với cả cái lốp của Japan, vành cũng Japan anh chị nhá. Một cái xe nội địa hoàn toàn 100%. À, có cái yên thì nó có Italia thì phải, cái yên chúng ta ngồi lên ấy cực kỳ là hiếm gặp bây giờ rồi, không có luôn anh chị nhá. Bởi vì là
bây giờ nó pha trộn đủ các kiểu vào ấy. Lào là Đài Loan, thậm chí có cả Trung Quốc, rồi Nhật, rồi là vân vân. Nhưng mà cái xe này thì là nội địa Panasonic này anh chị. Cái này họ ghi thương hiệu Panasonic. Đây, đến cái bàn đạp cũng là Japan luôn. Thật ra ở Nhật, nhưng mà những cái mặt hàng phụ kiện nhỏ nhỏ mà có thể đơn giản sản xuất được ấy, thì là họ hay nhập ở các cái nước khác. Đấy, ví dụ như bây giờ cái máy, đây, cái yên này ở Italia này anh chị. Đây là những cái phụ kiện đi kèm, nó có những cái để chúng ta thay xăm, thay lốp. Em kéo lại đã, ok ạ. Đấy, đến cái chắn bùn này nó cũng rất là đẹp luôn anh chị nhá. Nó không phải cái loại phong phanh đâu, mà nó cực kỳ là gọi là gì nhỉ, chắc chắn. Cái nhôm của nó cũng cái nhôm cổ xưa ấy, nó không phải cái loại bây giờ anh chị ạ. Cảm nhận của em là như vậy. Đây, cái chỗ củ đè này anh chị có thể nhìn thấy, nó khác hoàn toàn với cái thiết kế bây giờ. Đây, cái logo của Panasonic thì nhìn họ ốp thẳng vào đây luôn. Đấy, cái chỗ cấn này anh chị có thể nhìn thấy cái chỗ G nổi lên đấy. Đấy ạ. Nói chung là một cái xe rất là đẹp anh chị nhé. Cái xe này là 15 triệu. Với cái giá họ bán ra ở đây thì em gửi về cho anh chị là giá là như thế anh chị nhé. Một cái xe đẹp hoàn hảo luôn, cực kỳ đáng sưu tầm. Đấy, vô cùng đẹp đúng không ạ? Cái cửa hàng này thì họ có một số cái xe khác nữa, lát em sẽ quay. Bây giờ em sẽ đo cái kích thước cho anh chị. Đây, em đo từ tâm đến cái chỗ cái đỉnh của yên là khoảng 51-52 anh chị nhé. Còn đây là chiều dài của khung này, cũng hơn 50. Đấy, ok ạ. Một cái xe cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Nó giống cái xe của Pháp ngày xưa em bán ấy, cái kiểu chất liệu. Còn đâu về cái độ mới thì cái xe này mới hơn rất là nhiều, hoàn hảo hơn rất là nhiều nhá. Còn cái xe của Pháp ngày xưa thì nó hơi cũ hơn một chút. Đây, một cái Gios cực kỳ đẹp anh chị ạ, càng tay ngang. Cái xe này họ bán tại Nhật là 48.000 yên anh chị nhá. Micho. Cái xe này em gửi về Việt Nam cho anh chị chắc cũng là hơn khoảng 14-15 triệu gì đấy anh chị ạ. Khoảng như vậy. Đây, cái yên của nó đây, càng thẳng. Gios. Cái này họ có hai cái chắn bùn ở phía trước và phía sau. Cái chắn bùn này thì chúng ta có thể bỏ ra được, họ chắc là họ mua thêm thôi. Đây ạ, Gios. Cái này cái dạng xe này thì cái này lốp thuộc cái dạng lốp cỡ trung rồi, không phải là cỡ nhỏ mà cũng không phải là cỡ to anh chị nhá. Cái vành này em thấy là sản xuất ở Malaysia này, made in Malaysia này. Còn đây là cái logo phía trước, Gios anh chị nhá. Một cái xe thương hiệu Italia. Thế là vừa nãy tới giờ chúng ta đã qua được một cái xe thương hiệu Italia, một cái đồng hồ sản xuất ở Italia anh chị nhá. Còn đây là cái củ đè này, Antut của Shimano. Gần như những cái liên quan đến chuyển động của xe đều là của Shimano hết anh chị ạ. Tất cả những cái xe em từng quay. Rồi chúng ta bắt đầu đi đến cái đồng hồ cây sản xuất ở Italia. Thì đây là một cái đồng hồ cây mà em thấy là còn nguyên bản và hoạt động hoàn toàn bình thường anh chị nhá. Độ cao của nó thì là 2m, rộng thì khoảng 760-750 gì đấy anh chị nhá. Còn sâu thì khoảng 360-350. Anh chị có thể nhìn thấy hai cái biểu tượng hai bên là kiểu hai cái thiên thần đấy. Cái này gần như là gỗ cực kỳ đẹp anh chị ạ. Em không biết có phải là gỗ thịt hay không, nhưng mà lát em sẽ quay gần cho anh chị xem. Cực kỳ hoàn hảo. Đồng hồ cây. Đẹp thật đấy. Cái này em nghĩ là nhà anh chị mà to rộng ấy thì chúng ta có thể mua cái này để chúng ta bày. Nó không phải những cái đồng hồ đóng như kiểu ở Việt Nam chúng ta đâu. Cái này là đồng hồ cổ và sản xuất ở Italia anh chị ạ. Em sẽ quay tương đối kỹ cho anh chị một chút để chúng ta mua, chúng ta xem xét. Đây, Italia. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy cái
chạm khắc ở trên cái gỗ này thì em thấy là kiểu như là cái gỗ thịt. Em thì không có chuyên môn về cái gỗ này, nhưng mà em cảm nhận như vậy anh chị nhá. Đấy ạ. Bên trong nó có 3 quả tạ thì mỗi quả này là 3 kg anh chị nhá. Như em hỏi anh cửa hàng ở đây. À, với cái giá của cái đồng hồ này họ bán ra tại Nhật thì em gửi về cho anh chị tầm khoảng 60 triệu anh chị ạ. Khoảng 60 triệu. Đến cái bộ gọi là khuếch âm ở đây thì cũng bằng đồng luôn. Cái lưới này này anh chị này, bằng đồng. Em đã đứng nó xem nó chạy khoảng 30 phút và nó chạy hoàn toàn bình thường. Đổ chuông, đổ nhạc anh chị nhá. Nhạc hình như nó đổi bài anh chị ạ. Như em đứng ở đây thì em thấy như thế. Còn đâu để mà quan sát được lâu ấy, thì chúng ta phải đứng có khi phải cả tiếng thì chúng ta mới thử hết được các cái bài nhạc của cái đồng hồ này. Đây ạ, cái khung gỗ này. Mặt của nó đây. Bên trong đây ạ. Mặt số La Mã và phong cách châu Âu, Italia. Cao 2 mét thì anh chị có thể tưởng tượng là nó như ở bên Nhật thì nó gần tới cái trần nhà rồi. Còn ở Việt Nam thì có lẽ là còn lâu mới tới, đúng không ạ? Việt Nam chúng ta làm trần rất là cao. Cái này nó chạy bằng 3 cái quả tạ này anh chị nhá. Chứ không phải là bằng đồng hồ, bằng cái chìa khóa lên cót. Đây là phía trên của đồng hồ này. Phía sau này. Em thử cái chuông một chút. Đấy. Đây chúng ta lên dây, lên cót nó bằng cái đấy. Còn đâu là chúng ta dùng cái quả tạ để chúng ta tạo ra cái chuyển động của con lắc. Em thấy cái đồng hồ này rất tuyệt vời anh chị nhá. Anh chị nào quan tâm thì có thể nhắn cho em để chúng ta mua cái đồng hồ này. Đấy, hôm qua thì cái xe máy cũng rất là ấn tượng. Rất là nhiều anh hỏi, nhiều anh muốn mua nhưng mà các anh bảo là không đăng ký được ở Việt Nam, cho nên các anh cũng hơi chần chừ. Nhưng mà nếu mà chúng ta để sưu tầm thì cũng không cần phải đăng ký, đúng không ạ? Chúng ta chỉ để trong nhà, chúng ta bay thỉnh thoảng lượn lờ đâu đó gần gần thì cũng chắc là cũng chả sao. Không vấn đề gì cả. Cái mặt số La Mã này còn rất là đẹp anh chị nhá. Ok, bây giờ em sẽ quay sang những cái đồ khác anh chị nhá. Còn cái ảnh của đồng hồ thì là em cũng chụp rất là kỹ ở trên Zalo cũng như là Facebook. Anh chị có thể ghé vào đó để xem. Nó cũng giống như trên video em quay thôi. Cũng rất kỹ rồi. Đây là những cái đèn măng sông sản xuất ở Mỹ. Giá của nó, cái cửa hàng này em thấy họ bán ra thì cái mặt hàng đèn này không quá là cao so với các cái chỗ khác anh chị ạ. Cực kỳ rẻ luôn đấy so với chỗ khác. Cho nên là em nghĩ là cái đèn này sẽ rẻ hơn cái đèn mà hôm nọ em quay một chút. Rẻ hơn một chút. Có 3 cái anh chị nhá. 3 cái này là sản xuất ở Mỹ này. Đây là những cái đèn bão sản xuất ở Đức anh chị nhé. Hôm nọ em quay thì cũng có 3 cái. Các anh lấy hết rồi. Bây giờ có 4 cái này thì không biết là có anh chị nào quan tâm không. Còn nguyên hộp và sản xuất ở Đức. Màu vàng, màu trắng và màu đen này. Màu nâu. Màu xám đúng không ạ? Đây, made in Germany. Mặt hàng ở Đức thì nó là một cái gì đấy quá là tên tuổi rồi đúng không ạ? Từ đồng hồ cho tới những cái sản phẩm về đồ gia dụng, điện tử vân vân. Một cái mặt hàng sản xuất ở Đức thì dùng có khi suốt cuộc đời không phải thay thế. Nhật đã từng một thời gọi là muốn thay thế Đức, nhưng mà Nhật cũng chỉ tương đương khoảng 70-80% so với Đức thôi. Em nghĩ là như thế anh chị nhá. San xui này. Cái này âm ly kiểu bản kỷ niệm, nó đắt kinh khủng luôn anh chị ạ. 330.000 yên, khoảng 65-66 triệu gì đấy rồi. Mazan, cái này còn nguyên hộp anh chị nhá. Nguyên hộp 11S2. Thiết kế của Mazan. Đây cũng là một cái Mazan cổ. Cái này Mazan 1040. Mazan cổ anh chị nhá. Thùng gỗ. Cái này kiểu cái núm hình con lăn. Thì cái kiểu thiết kế này nó quá cổ rồi. Nó những năm 80-70 gì đó anh chị ạ. Đây là cái vết nhỏ nhỏ trên này, không vấn đề gì cả. Đây là một cái Chio âm ly anh chị nhá. Có đồng hồ phu này. Pau M8F.
Cái này hai cái đồng hồ vu to tổ chảng luôn, bảo hành 6 tháng tại Nhật. Giá gốc khoảng 130 triệu và bây giờ họ bán ra vào đâu đó khoảng 76, 75, 76 triệu. Có hai cái anh chị ạ. Ở đây, bên dưới này có một cái bao này. Đợt trước em thấy có một cái bao như thế này, có một anh nào đó hỏi thì em bán mất rồi. Bây giờ em lại quay thấy cái bao này, thì nếu mà anh xem được video này thì anh có thể nhắn lại cho em, nếu mà anh còn quan tâm. Bảo hành 6 tháng tại Nhật. Đây, một bộ Chio này. Những cái gì mà có đồng hồ vu thì hình như là các anh cũng rất thích. Cứ có đồng hồ vu là các anh thích thì phải. Bởi vì chắc là nó đẹp, nó nhìn nó có cái chuyển động ở trên mặt nhìn cũng thích. Nakamichi, cái đài này là đài câm anh chị nhá. Nakamichi quá cổ rồi, cực kỳ nổi tiếng đúng không ạ? Luckman PD300. Cái đầu băng cối, à cái mâm than Luckman này thì có cả kim luôn anh chị ạ. Và cái kính thì còn rất là sáng đẹp, kể cả cái motor ở bên trong cũng như vậy. Đây, Otofun, một cái kim máng rất là đẹp, rất là nổi tiếng. Em quay ở phía trên cho anh chị. Em nghĩ là nếu mà anh chị thích mâm than thì cái đó cũng là một cái đáng lưu tâm. Project này, đây cũng rất là ok này anh chị. Cái này thì có máng nhưng mà không có kim anh chị nhá. Anh chị mua thì chúng ta phải mua thêm kim. Còn đây là mic, mic có dây. Có dây nhưng mà chúng ta mua thì cũng phải mua dây ngoài nữa anh chị ạ. Đây, Shure SM88, SM58 này. Rồi những cái của Đức này, Sennheiser của Đức. Đấy, Đức với Nhật. Nói chung là Đức, Nhật, Mỹ. Đấy, Đức, Nhật, Mỹ, châu Âu. Quá ok đúng không ạ? Đây là một cái tủ bày những cái mặt hàng nhỏ nhỏ. Ví dụ như cái Bass Pioneer này. Wow, đẹp thế. Đẹp thật. Đây có cái gì đấy? À, đây có cái siêu chép này anh chị. Một cái siêu chép của Koran H70. Còn rất là đẹp anh chị nhá. Bảo hành 3 tháng tại Nhật. Giá vào khoảng chưa tới 11 triệu. Một cái siêu chép nhỏ, một cái chép nhỏ của Sansui này. T50N. Có bảo hành 10 ngày tại Nhật. Còn đây là cái phân tần nha anh chị. Kia là cái bộ chia loa này. Wow. Ok, bây giờ em quay đến đồng hồ đeo tay. Thì cái cửa hàng này họ cũng có rất là nhiều đồng hồ đeo tay, cho nên em cũng quay cho anh chị để anh chị mua. À, đây là một cái phụ kiện của Gucci. Cái này là đầu con rắn này. View, thiết kế kiểu gì nhìn. Cái này chắc là để bày hay để đeo tay thì em không rõ. À, đeo tay à? Đeo tay cái đấy thì nhìn nó cũng, nói chung là em không biết anh chị nhá. Em thấy họ bày độc đáo thì em bán. Đây, Gucci này. Cái này là cái đồng hồ của nữ anh chị ạ. Made in Sweet, Thụy Sĩ. Giá rẻ thế anh chị ơi. Mấy cái đồng hồ của nữ rẻ thật đấy. Đây ạ, cái tủ này em sẽ lấy hàng cho anh chị xem nhé. T-shirt Hamilton anh chị ạ. Em mở cho anh chị xem. Cái này độ mới của nó thì gần như là mới 100% luôn. Em lưu ý là cái này là qua sử dụng anh chị nhé. Nhưng mà nó là mới 100% đấy. Em nghĩ là như vậy. Bởi vì là gần như không có cái dấu hiệu sử dụng ấy. Còn nguyên hộp đầy đủ. Đây. Wow, đẹp thế nhở. Dây đờ mi. Cực kỳ tuyệt vời anh chị ạ. Hamilton. Dây đờ mi 2 sợi, cực kỳ đẹp. Đó. Nói chung là nói thế nào thì nói, nhưng mà em quay kỹ thì anh chị có thể nhìn thấy được là thì nó đẹp đúng không ạ? Nhìn trực tiếp nó cũng như thế này thôi anh chị nhá. Đây, cái Hamilton dây da. Wow, đẹp dữ vậy. Cái độ mới rất là cao luôn. Đẹp thật. Lát em sẽ để em bảo họ lấy cái hộp ra chúng ta xem. Cái hộp của Hamilton cũng rất là đẹp luôn. Hộp họ làm bằng gỗ. Ok, để em bảo lấy hộp cho chúng ta. Đây, quay cạnh cái hộp nhìn nó mới khác đúng không ạ? Tuyệt vời luôn. À,
Giá của cái này họ bán ra tại Nhật thì vào đâu đó khoảng chưa tới 11 triệu anh chị ạ. Có ô lịch ngày ở góc 6 giờ. Nói chung là rất ok. Hamilton này. Rồi tiếp theo một cái Hamilton nữa. Đấy. Wow, cái siêu thị này họ bày những cái đồ kiểu kiểu như thế này rất là thích. Ngày mai em sẽ đi một cái siêu thị mới, em lấy đồng hồ cho anh chị. Đồ mới 100% anh chị nhá. Đây, cái đồng hồ này của Đức này. Ngày mai em sẽ đi và em sẽ quay cho anh chị. Thì anh chị ghé vào đó để xem rất là nhiều đồng hồ Thụy Sĩ cũng như là Nhật Bản mới 100%. Tới đây thì em xin cảm ơn quý vị anh chị đã xem video của em. Tất cả ảnh hình của những sản phẩm này em đều up ở trên Zalo và Facebook hangnhatdanda.com. Anh chị ghé vào đó để xem kỹ hơn.